Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối không khí lạnh như đá dự báo thì vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Và theo đó thì ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trời sẽ chuyển mưa rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 16 cho tới 19 độ. Và riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14 cho tới 16 độ. Quý vị ở khu vực vùng núi cao cần lưu ý những biện pháp tránh rét phù hợp để giữ ấm cho cơ thể vì nền nhiệt ở đây có thể giảm xuống dưới 11 độ. Đối với miền Trung, nhiệt độ ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế sẽ phổ biến trong khoảng từ 25 cho tới 27 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, nền nhiệt sẽ dao động từ 26 cho tới 32 độ. Lưu ý là các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định sẽ có mưa rào một vài nơi. Trái lại, trời ngày nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì ở hai khu vực Tây Nguyên cùng với Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 27 cho tới 34 độ. Quý vị cần lưu ý những biện pháp che chắn phù hợp để bảo vệ cho da và mắt bởi chỉ số tia UV ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Chuyển sang thời tiết trên biển, từ gần sáng ngày mai thì ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ chiều và đêm mai, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Ninh Thuận cho tới Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Và gió mạnh sóng lớn thì có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển. Vì vậy, bà con ngư dân cần lưu ý. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc bản tin. Cảm ơn các nhãn hàng TH True Meal và nước uống thiên nhiên Amizu đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác. Ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 18-23 độ, độ ẩm 85-95%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác. Ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 19-23 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm có sương mù nhẹ, ngày có mưa, mưa rào, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 19-23 độ, độ ẩm 85-90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm có sương mù nhẹ, ngày có mưa, mưa rào, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 19-23 độ, độ ẩm 90-95%.